Một người mới làm mẹ bỏ việc sau khi sinh con không phải là chuyện bất thường ở Mỹ. Bé Sam chỉ mới 9 tháng tuổi và mẹ Laura lo sợ khi nghĩ đến chuyện đi làm trở lại. Tôi chỉ có 6 tuần chăm con, như vậy là không đủ thời gian. Chúng tôi cần ai đó chăm sóc nó, nhưng chi phí chăm sóc ban ngày ở Washington khá cao. Tôi không có đủ tiền để trang trải hóa đơn chăm sóc ban ngày. Dù Mỹ vẫn còn chưa có luật liên bang cho phép nghỉ thai sản có lương, một số bang đang giải quyết vấn đề này. Một luật mới ở New York đảm bảo rằng những người mới làm mẹ có 12 tuần nghỉ thai sản được trả lương. New Jersey chi trả 67% của 6 tuần nghỉ, California chi trả 55% của 6 tuần và Rhode Island chi trả 4 tuần. Nếu bạn sống ở một trong 4 bang đó, bạn sẽ được bảo hộ và hội đủ điều kiện để nghỉ có lương. Nhưng nếu bạn sống ở những nơi khác ở Mỹ, thì chuyện này lệ thuộc vào việc chủ lao động có tự nguyện cung cấp những phúc lợi đó hay không, vì chúng ta không có bất kỳ chương trình quốc gia nào cung cấp sự thay thế tiền lương. Hai ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders ủng hộ một chương trình quốc gia mà sẽ cho phép những người mới làm mẹ nghỉ 12 tuần thai sản có lương. Đây là một sự tiến bộ so với luật nghỉ phép gia đình và y tế năm 1993 cho nhân viên chính phủ hoặc những người trong những công ty tư nhân với 50 nhân viên được nghỉ phép không lương mà không mất việc. Nhưng những người chỉ trích nói rằng luật này chỉ bảo hộ 60% những người mới làm mẹ và chỉ có 60% nhân viên thậm chí hội đủ điều kiện và nhiều người mới làm mẹ mới không thể nghỉ việc. Mỹ vẫn chưa bắt kịp với một thực tế là hầu hết phụ nữ ngày nay đi làm. Luật lao động của chúng ta phần lớn được định ra từ rất lâu khi mà những gia đình còn rất khác. Ngày nay, đa số phụ nữ đi làm, đa số những người mẹ đi làm. Thậm chí, phần lớn những người mẹ có con rất nhỏ là lực lượng lao động được trả lương. Sau một số công ty không chỉ cho nghỉ thai sản có lương mà còn cho người mới làm cha được nghỉ. Anh Joe, một người mới làm cha, phấn khởi vì được nghỉ 6 tuần có lương. Tôi nghĩ rằng tùy chủ lao động muốn trả lương hay không. Nhưng những chủ lao động tốt nhất giờ đang làm việc này. Nó tốt cho người lao động, và việc đó có nghĩa là tốt cho công ty. Những người phản đối một luật nghỉ phép gia đình có lương nói nó có hại cho kinh doanh bởi vì nó quá tốn kém. Những doanh nghiệp nhỏ không kham nổi gánh nặng đó đè lên họ. Ngoài ra, những doanh nghiệp nhỏ không kham nổi những khoản tăng thuế. Nhưng những người ủng hộ ý tưởng này cho rằng chi phí nghỉ thai sản có lương là rất thấp so với lợi ích đối với gia đình. Ở nhà chăm con có lẽ là việc khó khăn nhất. Họ nên được trả lương đầy đủ giống như họ đi làm.